bệnh nàng hoan án vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm. Triệu Vi. Nhắc đến Triệu Vi, người người nhà nhà sẽ nhớ đến ngay bộ phim Hoàn Châu Cách Cách đình đám và kinh điển thuở nào. Bộ phim ấy đã đưa nhiều tên tuổi trẻ trung từ diễn viên vô danh vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm. Vai diễn Tiểu Yến Tử của Triệu Vi đã trở thành tượng đài và khiến cô được nhiều người nhắc đến. Sự nghịch ngợm đáng yêu của nàng Tiểu Yến Tử khi ấy đã khiến bao thế hệ 8X, 9X, 10X say đắm mỗi khi dịp hè về. Từ bước đệm của thành công vượt bậc ấy, cô nàng liên tiếp giữ vững phong độ khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh khác nhau. Lâm Tâm Như. Đã từng trình làng điện ảnh với bộ phim Bá Vương Học Đường cùng Lâm Chí Dĩnh, nhưng mãi đến khi hóa thân vào vai diễn Cách Cách Hạ Tử Vi của Hàn Châu Cách Cách, người đẹp Lâm Tâm Như mới khiến khán giả chú ý và quan tâm nhiều hơn. Sau khi phim kết thúc, Lâm Tâm Như trở thành ngôi sao ăn khách nhất làng điện ảnh nước nhà cùng cô bạn Triệu Vi. Tiếp nối thành công, cô cùng Triệu Vi khiến khán giả khó quên được tài năng diễn xuất của mình trong Tân Dòng Sông Ly Biệt. Triệu Lệ Dĩnh. Khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến những vai diễn ấn tượng của cô trong các bộ phim gây sốt khu vực. Bước đệm giúp Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thành công trong sự nghiệp của mình không thể nào không nhắc đến vai diễn Lục Trinh của bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Sau vai diễn nữ tướng Lục Trinh mạnh mẽ, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục chinh phục khán giả bằng tài năng diễn xuất của mình với hình tượng trong sáng đáng yêu của Hoa Thiên Cốt, Sam Sam Đến Rồi, vân vân. Dương Mịch. Mỹ nhân này đã từng khiến những ai theo dõi bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006 không khỏi ngẩn ngơ trước một nàng Quách Tương xinh đẹp, hồn nhiên và có trái tim nhạy cảm, sống nội tâm. Sau thành công của vai diễn Quách Tương, Dương Mịch trở thành cái tên được săn đón nhiều nhất của làng điện ảnh Hoa ngữ. Cô nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả trong hàng loạt các vai diễn mỹ nhân cổ trang như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Mỹ Nhân Tâm Kế, vân vân. Trịnh Sảng. Nàng tiểu hoa đán này khiến nhiều khán giả ấn tượng qua vai diễn Sở Vũ Tiêm trong Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Sở hữu dung nhan không quá nhiều nổi bật, nhưng Trịnh Sảng khi ấy làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ với đôi mắt trong sáng, thanh thuần. Sau thành công của vai diễn này, Trịnh Sảng tiếp tục chinh phục khán giả trong hàng loạt các phim ăn khách và mới đây nhất chính là tác phẩm chuyển thể ngôn tình Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Lưu Diệc Phi. Năm 2003, Lưu Diệc Phi phủ sóng màn ảnh khi xuất hiện trong hai dự án phim ăn khách là Kim Phấn Thế Gia cùng Trần Khôn và Thiên Long Bát Bộ. Không chỉ gây ấn tượng trong vai cô nàng tiểu thư đồng đảnh kiêu kỳ của Kim Phấn Thế Gia, nét xinh đẹp thoát tục của Vương Ngữ Yên đã khiến Lưu Diệc Phi được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ. Kể từ đó đến nay, danh xưng mỹ miều này đã gắn liền với tên tuổi của Lưu Diệc Phi. Sau Thiên Long Bát Bộ, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với khán giả trong nhiều vai diễn ở các dự án khác nhau. Và sắp tới đây, cô lại khiến dân tình một fan sốt dần dần khi tham gia vai diễn Thượng Thần Bạch Thiển của Tam Sinh Thâm Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh. Lưu Thi Thi. Những năm đầu mới bước chân vào làng giải trí, Lưu Thi Thi đã được nhiều người nhận xét là tiểu Lưu Diệc Phi khi sở hữu nhiều nét giống với thần tiên tỷ tỷ. Thế nhưng chỉ sau vai diễn Mã Nhĩ Thái Nhược Hy của Bộ Bộ Kinh Tâm, Lưu Thi Thi đã trở thành hiện tượng gây sốt làng giải trí khi mang đến cho khán giả một trong những tác phẩm rung động lòng người nhất lúc bấy giờ cùng nhân vật nữ chính. Sau vai diễn thành công ấy, cái tên Lưu Thi Thi được nhiều đạo diễn săn đón và cái danh xưng tiểu Lưu Diệc Phi của cô dần được quên đi. Cô nàng liên tiếp trở thành những mỹ nhân cổ trang trong hàng loạt các dự án đình đám như Kỳ Duyên Trong Gió, Nữ Y Minh Phi Truyện, Hiên Viên Kiếm, vân vân.